Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, hôm nay thật sự may mắn luôn các bạn, bởi vì đây là lần thứ hai mà mình trở thành lucky friend với lại người bạn trên video này. Và không biết hôm nay mình có lập lại lịch sử lucky Shundo hay không, hãy cùng mình xem video nha. Và bây giờ là thời khắc quan trọng để chúng ta check xem là em nó có phải là Shundo không nha. Wow, không phải Shundo các bạn ơi. Bây giờ chúng ta chỉ được Shiny Lucky thôi. Nhưng mà dù sao thì mình cũng rất là thích Pokémon Ho-oh. Và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chơi sau nhé.